Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video quay lại cảnh UAV của đơn vị Mafia thuộc lực lượng vũ trang Ukraine rải đinh lên những con đường mà lực lượng Nga đi qua ở tả ngạn vùng Kherson. Những thiết bị này đang biến lộ trình của quân xâm lược thành cơn ác mộng, buộc quân Nga phải đối mặt với những tổn thất và liên tục thay đổi đường đi. Tiếp đến là video cho thấy một xe tải của Nga bị bể bánh sau khi cán phải đinh được thả từ tròn của Ukraine. Ở quận Kremensky, tỉnh Luhansk, trinh sát trên không của lữ đoàn 45 Ukraine phát hiện ra nơi tập trung trang bị của Nga. Đơn vị pháo binh Ukraine lập tức được triển khai, tiêu diệt quân địch tại khu vực này. Không quân Ukraine dùng bom dẫn đường tấn công vị trí của Nga ở Ivanets. Ở khu vực gần làng Chashivka, một xe tăng T-64BV của Nga bị UAV trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine bám theo về đến nơi trú ẩn. Ngay sau đó, các UAV cảm tử được điều đến để tiêu diệt chiếc xe này. Các chiến binh của đơn vị Bulava điều khiển UAV phá hủy một xe bọc thép của Nga ở hướng Avdiivka. Video ghi lại tròn FPV của lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt một xe tải Euro, xe chiến đấu bọc thép và bộ binh Nga.
Tiếp đến là video quay lại các xe quân sự của Nga bị UAV thuộc Trung đoàn 8 Ukraine tiêu diệt. Đoạn video này ghi lại quá trình các binh sĩ Ukraine điều khiển drone phá hủy một chiếc xe tải Kamaz-3 của Nga đang neo đậu ở ngoại ô làng Terni. Ban đầu UAV thực hiện cú đánh trực diện khiến cabin xe bốc cháy dữ dội. Cuối cùng, một drone FPV mang đạn cối đến, tấn công vào phía sau thùng hàng. Tiếp đến là đoạn video quay lại quá trình tiêu hủy hai chiếc xe UAZ của Nga. Đây là hiện trường một chiếc xe UAZ bị tiêu hủy vào đêm hôm trước. Vài giờ trước đó, một chiếc UAZ đang di chuyển thì bất ngờ bị một UAV mang đạn cối lao từ trên không xuống phá hủy. Tiếp đến một UAV khác bám theo sau chiếc xe còn lại, tiễn chiếc xe này lên đường. Video cho thấy một chiếc xe Jeep địa hình của Nga bị drone FPV của đơn vị Shadow tấn công.
Đây là đám cháy bốc lên từ một quả lựu pháo D-30 của Nga, vừa bị drone cảm tử của Ukraine đánh trúng. Một xe thiết giáp loại BMD của Nga bị phá hủy trong một cuộc săn đêm của Ukraine tại làng Terni. Các binh sĩ Nga bị drone FPV của Ukraine bám theo về đến căn cứ. Sau đó một UAV cảm tử được điều đến để tấn công căn cứ này. Không quân Nga không kích vị trí đóng quân của Ukraine ở phía bắc Kharkov. Kết thúc bản tin là video tổng hợp các màn săn đêm của các UAV thuộc đơn vị Shadow nhắm vào lính Nga.